thanh lý cái mớ bánh răng dành cho xe trẻ con ô tô nhựa đấy các bạn nhé. Đây nó có rất là nhiều mẫu, thì trong cái video mình sẽ đưa lên cho các bạn là combo nó thường thường nó sẽ có 3 mẫu, một 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 động cơ thì thường thường nó sẽ có 3 cái bánh răng. Đây bánh răng này và bánh răng này. Đấy là một bộ là nó sẽ có 3 cái lớn nhất, cái nhỏ và cái loại nhỏ hơn. Thì trong cái cuối video em sẽ để chi tiết cho các bạn các cái thông số từng mẫu bánh răng một đấy, để cho các bạn tham khảo. Bạn nào cần mẫu nào thì mua thì đặt theo cái số hiệu nhé. Ví dụ như cái mẫu này là mẫu B390 đấy. Đây cái mẫu lớn hơn cũng thế này, nó sẽ có 3 cái bánh răng. Thì các bạn mua hàng thường thường là sẽ thay thế, thì thay thế cả 3 nó như thế này. Các bạn mua lẻ cũng được, nhưng nói chung là cái này mình thanh lý giá nó cũng rẻ thôi, cho nên các bạn cứ lấy cả bộ cho nó đồng bộ. Thì em sẽ đưa ra các kích thước này, kích thước số răng này, kích thước lỗ này, số răng nhỏ này, răng to, răng lớn, răng bé này, răng trên này. Đấy thì các bạn theo dõi. Đấy, hoặc là như cái mẫu này. Mẫu này là mẫu B550 này. Đấy. Thì trong cuối video ấy sẽ có để các cái số răng để cho các bạn tham khảo. Đấy. Cái này rất là nhiều nhé. Đợt này thanh lý cả động cơ luôn. Các bạn nào hỏng răng thì mua răng, mà hỏng động cơ thì mua động cơ nhé. Rất là nhiều các bạn nhân đây, đóng ra các bao này còn rất là nhiều đây các bạn này. Đấy. Thank you.